Audi được thành lập vào năm 1909 tại Ingolstadt, Bavaria, Đức bởi một nhà sản xuất xe có tên là August Horch. Một điều khá thú vị, Horch, tên của người sáng lập ra công ty, cũng là tên của hãng xe này. Trong tiếng Đức, Horch có nghĩa là Huck, dịch ra là lắng nghe, và trong tiếng Latin là Audi. Cái tên Audi chính thức ra đời từ đó, tồn tại và phát triển với bao biến động của hãng xe trong hơn một thế kỷ. Mẫu xe thương mại đầu tiên của Audi, Type A, được ra đời vào năm 1909, sử dụng động cơ 2,6 lít 22 mã lực, đạt tốc độ tối đa 75 km/h. Audi luôn hướng tới biểu tượng của sự sang trọng và kỹ thuật. Horch là biểu tượng một thời sánh ngang với Maybach. Các mẫu Type B và Type C sau đó đã gây ấn tượng với độ hoàn thiện và kỹ thuật tuyệt vời. Logo đầu tiên của Audi cũng được xuất hiện trên những mẫu xe này. Đến năm 1932, logo cũ được thay bằng hình tượng logo 4 vòng tròn, ra đời gắn liền với những chiếc Silver Arrows, mũi tên bạc huyền thoại một thời. Năm 1932, Audi kết hợp với DKS, Horch, Wanderer và một cái tên mới là Auto Union đã ra đời. Auto Union đã cho ra đời những chiếc xe được ví như con ma tốc độ trên đường đua. Ít ai có thể tưởng tượng được, vào thời điểm những năm 30 của thế kỷ trước, Audi đã khai sinh ra những chiếc xe đua có tốc độ lên đến 400 km/h. Cũng chính vào thời điểm này, trên các đường đua nước Đức nổi lên cụm từ Silver Arrows, có nghĩa là những mũi tên bạc. Minh chứng rõ ràng nhất cho dấu ấn kỹ thuật của Audi chính là chiếc xe mũi tên bạc Silver Arrows, được sản xuất vào năm 1932 với công suất đạt tới 250 mã lực. Năm 1938, mẫu Audi Union Type D ra đời với động cơ V16, công suất đạt tới 486 mã lực. Nhưng cả thế giới đã phải kinh ngạc trước mẫu Type C ra mắt trước đó một năm với công suất 520 mã lực và tốc độ tới 400 km/h. Trong suốt khoảng thời gian từ năm 1934 đến năm 1939, Auto Union đã lập nên một bản thành tích đáng ngưỡng mộ khi giành được chiến thắng trong 24 cuộc đua, khi tham gia vào 61 cuộc đua và phần lớn trong số đó nằm tại giải Grand Prix. Audi luôn đề cao tính chính xác trong từng chi tiết, động cơ có cấu trúc nhẹ, đạt công suất cao và cải tiến trong các ý tưởng thiết kế. Nổi bật trong những phát minh của Audi chính là hệ dẫn động Quattro ra đời vào năm 1980, tạo nên một dấu ấn đưa Audi lên đỉnh cao mới về kỹ thuật và phát triển, giúp hãng xe này thiết lập một vị trí khó có thể lung lay trong lĩnh vực xe dân dụng và cả xe đua thể thao. Năm 1983, Audi lại gây ấn tượng với thế giới khi chế tạo ra một kết cấu thân xe mạ kẽm chống dỉ lên tới 10 năm. Đến năm 1993, Audi đã đi trước các hãng xe khác bằng việc giới thiệu mẫu xe sử dụng vật liệu nhôm Audi Spaceframe ASF. Mẫu Audi này được chính thức giới thiệu lần đầu vào tháng 3 năm 1994 với tư cách là kẻ kế vị của Audi V8. Trong lịch sử 100 năm phát triển công nghệ của mình, Audi là một trong những thương hiệu tiên phong trong việc áp dụng công nghệ chiếu sáng hiện đại. Audi lần đầu tiên sử dụng công nghệ LED khi trang bị cho dòng xe vào năm 2008, sau đó giới thiệu đèn Full LED và Matrix vào năm 2013. Năm 2014, thương hiệu xe sang nước Đức này lại tiếp tục cho ra mắt đèn laser và ánh sáng tốt hơn như thế hệ Matrix trước đó.
Năm 2017, Audi đã phát minh ra công nghệ tự lái Audi AI Traffic Sense Pilot trên mẫu xe Audi A8 2018. Đây là chiếc xe đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống tự lái đạt cấp độ SAE 3. Hãng xe Audi đã phát triển và áp dụng thành công trí tuệ nhân tạo AI trên chiếc Audi A8 với khả năng tự lái trong điều kiện giao thông ùn tắc và khi chạy chậm ở tốc độ dưới 60 km/h. Hơn 100 năm phát triển, Audi, hãng xe được mệnh danh là những mũi tên bạc một thời, đã bứt phá mạnh mẽ và trở thành một tên tuổi lớn có tầm ảnh hưởng nhất trong thị trường ô tô thế giới. Luôn cải thiện chất lượng và kỹ thuật, tiến xa và công nghệ chính là động lực và là niềm tự hào suốt hơn 100 năm lịch sử của Audi.